Con trưởng thành là qua 12 năm bước chân vào đại học, con phải ráng cố gắng lên, qua học đạt nhiều kết quả, đem lại cái vinh dự cho ba mẹ và nội ngoại hai bên. Thì bà nội rất là mong con phải đạt kết quả để mà bà nội mừng, và tất cả gia đình ai cũng mong muốn con được thành đạt. Bà ngoại chúc Biêu ra nước ngoài học hành có kết quả tốt đẹp, cố gắng giữ sức khỏe, đi về là vui vẻ, cho bà ngoại mừng. Ba, mẹ, Nu, Ti, we all love you all the best.